Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình AirDrop ăn chia tổng nguồn cung của tốc cần có kiểu là KABZZ với khoảng là 15 triệu tốc cần nha tất cả các bạn. Thì chương trình AirDrop này nó sẽ random cho 200.000 người dùng ngẫu nhiên các bạn. Nếu mà 20.000 người dùng ngẫu nhiên mình không nhận được là mình đen lắm nha tất cả các bạn. Thì để nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter nữa các bạn. Thì các bạn lấy phần link mô tả của mình nhiệm vụ đầu tiên follow Twitter các bạn, rồi các bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục các bạn copy cái hashtag này, các bạn tag ba người bạn nha các bạn, chờ tweet nè, các bạn like nè, các bạn chỉnh chặn cho tweet nè. Dự án này khá là ngon đó các bạn, các bạn dán vào đây nha các bạn. Thì chương trình này góp này nó còn có 2 ngày nữa là các bạn, nó sẽ phong phối ai góp với các bạn, ai góp nó phong phối nha các bạn. Rồi các bạn tiếp tục các bạn tham gia vào nhóm Telegram của nó nè. Rồi các bạn xôn xào nha các bạn. Đây thì mấy bác này gọi địa chỉ gì chứ. Rồi các bạn thì cũng copy cái địa chỉ Binbi Smart Chain dính chữ chocolate của tất cả các bạn luôn đi các bạn. Các bạn copy theo nó luôn đi các bạn. Để sau này nó phân phối nha tất cả các bạn. Có cần không ta? Không cần đâu các bạn. Thôi mình dán luôn đi các bạn. Gửi cho nó luôn các bạn. Rồi, tiếp tục các bạn bắt đắp lên nha các bạn. Rồi, xong đầu tiên các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào nha các bạn. Rồi, tiếp tục dòng thứ hai thì các bạn copy địa chỉ Binbi Smart Chain S20 của bạn vào các bạn. Rồi tiếp tục thì bạn gỡ được link từ quýt nè. Bạn nhấp vào bao ảnh cùng, nhấp vào một hồ sơ nữa các bạn. Rồi các bạn chia sẻ cái bài từ quýt nữa nè. Nó đang bán video nè các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Rồi các bạn gỡ ra đây nha các bạn. Rồi tất cả các bạn gì bấm gỡ được xong nha các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng 15 triệu tốc cần có hiệu là KABZZ trên đây mới kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.